Trong video này, tôi sẽ nói với các bạn 3 điều. Vì sao rất nhiều người muốn khởi nghiệp nhưng lại không thành công? Vì sao họ khởi nghiệp rất là nhiều nhưng lại thất bại? Vì sao rất nhiều người đang bị loay hoay trong vòng bế tắc, không tìm ra mục đích cuộc đời, không tìm ra cái công việc để mình đam mê, để dành 100% cái năng lượng vào để tạo ra những cái kết quả và cuộc sống như mình mong muốn? Các bạn hãy theo dõi cái điều này. Giả sử cuộc đời con người chúng ta được coi như là một trận bóng, được coi như trận bóng cuộc đời con người. Và trận bóng này kéo dài một cái hiệp là từ 0 cho đến 80 tuổi. 0 cho đến 80 tuổi. Thì giai đoạn đầu, các bạn biết nhé, giai đoạn đầu từ năm 1 tuổi cho đến năm 20 tuổi. 1 tuổi cho đến 20 tuổi. Đây là giai đoạn chuẩn bị thể lực. Đây là giai đoạn chuẩn bị một cầu thủ. Đây là giai đoạn chuẩn bị thể lực. Bởi vì giai đoạn này, một người chỉ có thể ăn, học. Các bạn biết đấy, cho đến những người mà trưởng thành, học đến hết cấp 3 rồi, họ vẫn không thể nào biết rằng là họ mong muốn gì trong cuộc đời này. Họ chưa bao giờ hình dung được việc này. Vậy thì mới nói giai đoạn này chỉ có ăn và học và nhận thức về mọi chuyện xung quanh, được gọi là giai đoạn chuẩn bị thể lực mà thôi. Giai đoạn tiếp theo, giai đoạn tiếp theo, những người tốt nghiệp cấp 3 bắt đầu đi học đại học. Họ bắt đầu đi chọn cho mình một lĩnh vực, một nghề nghiệp để chuẩn bị bước vào đời, để khởi nghiệp, để làm việc, chọn việc cho mình. Thì giai đoạn này, giai đoạn tiếp theo, từ 20 cho đến 25 tuổi. Từ 20 đến 25 tuổi. Đây được gọi là giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật. Các bạn nhớ này, giai đoạn đầu tiên chúng ta được gọi là giai đoạn chuẩn bị thể lực. Giai đoạn thể lực. Giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật. Kỹ thuật để chuẩn bị bước vào một trận bóng cuộc đời, để bước vào cuộc đời. Và các trận bóng của cuộc đời nó sẽ chia làm hai hiệp. Chia làm hai hiệp. Cái hiệp thứ nhất nó bắt đầu kéo dài từ năm 25 tuổi cho đến năm 40 tuổi. Đến năm 40 tuổi. Đây là cái giai đoạn hiệp 1. Hiệp 1 kéo dài từ năm 25 đến 40 tuổi. Và giai đoạn này, khi mọi người cùng chuẩn bị được cái kỹ thuật của giai đoạn từ 20 đến 25 tuổi, tức là họ chọn một trường đại học, họ có thể học về kinh tế, họ có thể học về xã hội, họ có thể học về thương mại, họ có thể học về cái trường tài chính kế toán hay bất kỳ trường nghề nào đó, để họ chuẩn bị cái kỹ thuật để họ tham gia thi đấu về hiệp 1. Hiệp 1 là từ 25 đến 40 tuổi. Họ bắt đầu ra đời, họ đi làm, họ lập gia đình. Họ bắt đầu tạo ra cái thu nhập. Vậy thu nhập ở giai đoạn này là bao nhiêu? Thu nhập ở hiệp 1 này là bao nhiêu? Nếu như ở giai đoạn 1 này, thu nhập tăng dần đều, bắt đầu từ 1.000 đô la Mỹ lên đến 3.000 hay là 5.000 đô la Mỹ, thì hiệp 1 này có thể coi rằng là người này đang đá thắng. Cầu thủ này đang đá thắng trong hiệp đấu cuộc đời của mình. Còn nếu như thu nhập ở hiệp 1 này mà nó chỉ ở cái mức dưới 10 triệu đồng, thì cầu thủ này đang đá thua. Từ năm 25 tuổi cho đến năm 40 tuổi mà cầu thủ này đá để tạo ra cái mức thu nhập mà dưới 10 triệu đồng, thì nghĩa rằng đang đá thua. Nghĩa rằng cái giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật chiến đấu này đang có vấn đề. Đang có vấn đề. Giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật chiến đấu là cái ngành nghề này nó đảm bảo cho họ tạo ra cái kiến tạo cho cái thu nhập càng ngày càng tăng trưởng hay không? Hay là cái giai đoạn này chỉ tạo cho họ một cái nghề nghiệp làm ổn định, làm công ăn lương mà thôi? Rồi cũng giai đoạn này nữa, họ có nhận ra rằng họ đang thu nhập ở mức độ này là họ đang đá thua không? Nếu không nhận ra thì họ sẽ rất vất vả trong giai đoạn hiệp 2 và thậm chí cả phải đá hiệp phụ. Chúng ta sẽ nói về tiếp tục. Nếu như những người ở giai đoạn hiệp 1 mà họ đã đá tạo ra mức thu nhập
từ 1.000 đến 3 đến 5.000 hay là nhiều hơn nữa đô la Mỹ một tháng thu nhập ròng, thì chúc mừng họ, bởi vì họ đang đá thắng. Hãy tiếp tục duy trì cái phong độ đá này, tiếp tục duy trì cái nghề nghiệp, cái lĩnh vực này và cái phong độ, cái tư duy, cái năng lực này. Còn nếu như những người nào đang đá và tạo ra mức thu nhập ở dưới 10 triệu đồng thì hãy nghĩ về bản thân mình. Có một điều gì đó nó sai sai, có một điều gì đó nó chưa đúng với cái năng lực thực sự của họ. Nhưng rất may, những người đã thua, họ còn một cái giai đoạn sửa sai. 5 năm sửa sai đến năm 45 tuổi. Đây là giai đoạn nghỉ giữa hiệp, nghỉ giữa hiệp. Và trong 5 năm này, nghỉ giữa hiệp, này, nghỉ, đây, nghỉ giữa hiệp. Trong 5 năm này, từ năm 40 đến 45 tuổi, họ phải buộc nhìn lại toàn bộ kỹ chiến thuật họ đã đá như thế nào của giai đoạn 1, từ năm 25 đến 40 tuổi. Đặc biệt, họ cũng nhìn lại cái giai đoạn mình chuẩn bị kỹ thuật cái giai đoạn trẻ này. Cái kỹ thuật giai đoạn này có đảm bảo cho họ đá thắng ở hiệp 2 nữa hay không? Và nếu không, thì họ phải chuyển cái lối đá. Giống như bao nhiêu người làm việc ở ngoài kia, nếu không thể thì họ phải chuyển nghề. Họ phải chuyển nghề. Chuyển nghề để tạo ra một kết quả mới. Không thể nào mà cứ làm việc cũ, đá theo chiến thuật cũ mà tạo ra chiến thắng mới được. Và trong 5 năm này là hiệp nghỉ, giai đoạn nghỉ giữa hiệp của hai hiệp bóng cuộc đời này, thì họ phải đi tìm một công cụ, một năng lực mới để họ đảm bảo gì? Sang hiệp 2 họ đá thắng. Và nếu như họ học được những công cụ đúng, những kỹ năng đúng, những khả năng đúng và họ nắm bắt được những cơ hội đúng, tức là giai đoạn sốc lại đội hình và chuẩn bị lại thay đổi cái chiến thuật đá, thì họ bắt đầu sang đá hiệp 2. Và nếu đúng như vậy thì hiệp 2 họ sẽ bắt đầu đá thắng. Hiệp 2 là 45 đến 60 tuổi. 60 tuổi cũng là 15 năm một hiệp đấu. Và giai đoạn này, để không phải đá hiệp phụ thì họ phải đá với 200 hay 300% công lực. Mặc dù đã thay đổi được kỹ chiến thuật hiệu quả rồi, họ phải tiếp tục đá với mức độ 200 đến 300% cái năng lượng của họ để đảm bảo đá thắng, để không phải đá hiệp phụ. Nhưng đảm bảo rằng để đá thắng được hiệp 2 thì toàn bộ cái chiến thuật giai đoạn 1 phải bỏ đi, thay vào đó là một chiến thuật mới. Từ cái nền tảng kinh nghiệm của giai đoạn 1 này, họ phải thay đổi chiến thuật mới để sắp xếp lại mọi nguồn lực, sắp xếp lại những khả năng để có thể đá được chiến thắng ở giai đoạn 2. Và nếu như một ai đó mà không nhận ra giai đoạn 1 đang đá thua, có mức thu nhập dưới 10 triệu, vẫn tiếp tục đá theo cách cũ, tức là làm theo việc cũ, theo một cái tư duy cũ, năng lực cũ, khả năng cũ của mình, thì đến giai đoạn 2 vẫn tiếp tục có cái mức thu nhập là dưới 10 triệu đồng nữa, thì nghĩa rằng họ đã thua toàn bộ cuộc đời này rồi. Họ đã thua toàn bộ hiệp bóng này rồi. Và đến năm 60 tuổi, họ đã già chưa? Bước sang cái giai đoạn tuổi già rồi. Nhưng nếu cả hai hiệp này họ đều đã thua, tức là không có tiền tích lũy, vậy thì giai đoạn già như thế này, giai đoạn bước sang tuổi già, ai sẽ nuôi họ đây? Không ai nuôi cả. Không ai nuôi cả. Bởi vì họ đã tạo ra cái mức thu nhập thế này thì họ cũng sẽ sinh ra những đứa con có những năng lực hạn chế và chúng không nuôi nổi được bố mẹ ở giai đoạn tuổi già này. Nghĩa là từ giai đoạn 60 tuổi đến giai đoạn 80 tuổi họ vẫn tiếp tục phải làm việc, tức là tôi gọi là đá, tiếp tục đá hiệp phụ. Đá hiệp phụ. Và đá hiệp phụ 20. Còn 20 năm để đá hiệp phụ này, các bạn hãy nhìn ra ngoài cuộc sống kia, rất nhiều người, rất nhiều người già đang phải lam lũ, bán ở chợ, bán ở vỉa hè, họ đi trông xe ở những tầng hầm, họ đi trông xe ở những cái vỉa hè. Hoặc là họ có thể làm xe ôm, họ đạp xích lô, họ làm rất cái nhiều việc lao động chân tay trong khi họ đã hết tuổi lao động rồi. Đấy là hiệp phụ. Bạn thấy đấy, nếu bạn không nhận thức rõ được vấn đề là gì? Giai đoạn đầu tiên bạn chuẩn bị kỹ thuật để đá hiệp 1. Và hiệp 1 đá thua rồi thì may thay bạn còn có hiệp nghỉ giữa hiệp. Nghỉ giữa hiệp thì buộc bạn phải nhìn lại được toàn bộ cái hiệp 1 của mình. Vì sao đá thua? Vì sao đá thua? Vì sao cái năng lực của mình chỉ tạo ra mức thu nhập dưới 10 triệu thôi? Để bạn thay đổi lại chiến thuật, tức là thay đổi lại năng lực, thay đổi lại tư duy để gì? Kiến tạo nên cái giai đoạn hiệp 2 này đá thắng, để giai đoạn tuổi già bạn có thể sống trong viên mãn. Đây là lý do
khiến nhiều người thất bại. Họ quen với việc cũ, họ không sự chịu thay đổi, họ rất chán nản với cái cuộc sống cái nhờ không màu sắc của họ. Họ cảm thấy thất vọng về bản thân bởi có mức thu nhập nó không xứng đáng. Họ loay hoay trong bế tắc nhưng họ lại không dám thay đổi. Trong khi nguyên lý cuộc sống này đòi hỏi phải thay đổi giống như một trận đá bóng ấy. Hiệp 1 đá bằng chiến thuật đó mà không thắng thì hiệp 2 phải thay đổi chiến thuật. Không thể nào cứ giữ mãi một cái chiến thuật cũ, chiến thuật thua mà lại hy vọng rằng hiệp 2 sẽ tạo ra chiến thuật, một cái đội hình thắng, một cái hiệp thắng. Giống như cuộc đời chúng ta cũng vậy. Không thể nào chúng ta dùng cái năng lực cũ, dùng cái tư duy cũ, dùng các mối quan hệ cũ, dùng những cái khả năng có thể giải quyết vấn đề một cách cũ như vậy, không hiệu quả như vậy, lại hy vọng rằng giai đoạn nửa cuối cuộc đời ta sẽ tạo ra một cái gì mới, tạo ra một cái cơ hội để thay đổi đời. Điều đó là không thể. Vậy thì nếu như hiệp 1 nhiều người đã thất bại, vậy thì hiệp 2, cái hiệp nghỉ này phải tìm cái gì đây? Tìm cái công cụ nào để tôi có thể bổ sung thay đổi cái năng lực của tôi? Khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Đây là môn sẽ giúp các bạn thay đổi bền vững, toàn diện và lâu dài những năng lực của bạn, giúp bạn dần dần trở thành vượt trội và xuất chúng. Bởi vì khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy là khoa học đầu tư và huấn luyện cái bộ não của bạn. Và bộ não của bạn là nơi tạo ra ngôn ngữ của bạn, tạo ra hành vi, tạo ra thái độ, tạo ra các năng lực hiểu biết của bạn. Bởi vậy, nếu như bạn đã thua hiệp 1 và bạn cần sốc lại đội hình ở hiệp 2, thì điều đầu tiên bạn cần sốc lại đội hình bằng kỹ thuật NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Và tôi, NLP Trainer Master Coach Nguyễn Xuân Hương, thành viên của Hiệp hội AB NLP Hoa Kỳ, và tôi cũng là nhà huấn luyện đẳng cấp quốc tế về huấn luyện kinh doanh, thành viên của Hiệp hội PBCA, Hiệp hội huấn luyện chủ doanh nghiệp xuất sắc nhất của khu vực Bắc Mỹ. Chào mừng bạn đến với những khóa học của tôi, khóa học NLP. Khóa học NLP chuyên sâu này sẽ giúp các bạn có đầy đủ những năng lực thấu hiểu bản thân mình, năng lực thấu hiểu người khác, và giúp bạn dỡ bỏ hoàn toàn những niềm tin giới hạn, những cảm xúc tiêu cực, những mâu thuẫn trong bản thân, để hội tụ được, để giải phóng được cái sức mạnh trong bạn. Đồng thời, tôi sẽ bắt đầu trao cho bạn những cái công cụ để bạn thiết kế kế hoạch chiến lược để bạn kinh doanh, công cụ để bạn có thể đọc vị được suy nghĩ của người khác, công cụ để bạn có thể kết nối, gây ảnh hưởng và giao tiếp một cách hiệu quả với người khác, và công cụ để bạn có thể trị liệu, huấn luyện, giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ tiêu cực, những niềm tin giới hạn và những mâu thuẫn bản thân của người khác, để bạn có thể gây ảnh hưởng được với họ. Bạn tạo ra cái cộng đồng của bạn bằng những năng lực của bạn. Chào mừng bạn đến với khóa học, và tôi muốn bạn hãy ghi danh ngay lập tức vào khóa học mà tôi huấn luyện. Tôi cam kết các bạn sẽ đưa các bạn đến thành công. Và vì bạn đã xem đến video này, tôi muốn bạn chia sẻ video này đến thật nhiều người, để họ nhận ra nguyên nhân vì sao thất bại, vì sao họ vẫn chưa thành công, và làm cách nào để họ có thể tạo ra sự thay đổi để kiến tạo lại cuộc đời của mình. Chào các bạn.